vật thể 3D thử xem. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái clip. Đây mình sẽ làm một cái ví dụ với một cái máy bay, được chưa? Thì các bạn thấy ở đây là một cái cảnh quay xuyên qua mây. Chưa? Rồi, ở đây mình sẽ tạo một cái solid, mình đặt tên cho nó là element. Chúng ta sẽ vào Video Copilot Element. Chúng ta vào Scene Setup. Ở trong Scene Setup này chúng ta sẽ nếu mà các bạn có cài đặt cái bộ Jetstrike, như mình nói là cái bộ này là một cái bộ bao gồm khá là nhiều các cái thể loại máy bay chiến đấu, máy bay thương mại. Thì ở đây mình sẽ lấy ra một cái máy bay, được chưa? Để mình làm cái ví dụ ở đây thì mình sẽ lôi nó lên trên cái ground, nó bấm OK. Thì đây là cái máy bay của mình. Thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ vào cái group của chúng ta tạo một cái null. Với cái null này thì chúng ta sẽ scale cái hình chúng ta to lên một tí để dễ quan sát. Và chúng ta sẽ bật cái chế độ high view lên, được chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chọn. Đây mình sẽ tạo một cái camera luôn. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng là trích xuất điểm 3D từ cái điểm 2D ở trong element. Thì ở đây mình sẽ rotate cái máy bay lại 180 độ, được chưa? Và mình sẽ muốn lấy ra các cái điểm nằm ở hai cái cánh của hai cái đầu cánh của cái máy bay, cũng như là cái hệ thống tên lửa đẩy sau của máy bay. Thì để làm chuyện đó thì chúng ta sẽ vào trong element, chúng ta xuống cái phần utility, và trong phần utility này nó sẽ có cái generate 3D position. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái điểm 2D ra, ví dụ chúng ta lấy cái vị trí là cái động cơ của máy bay, chúng ta chấm vào cái điểm ở đó, được chưa? Chúng ta chấm điểm này xong, chúng ta sẽ bấm vào cái nút generate thì nó sẽ tạo chúng ta một cái null ở ngay cái vị trí trong 3D, trong không gian 3D. Và cái null này nó sẽ nằm ở ngay cái vị trí cái ống phóng, đầu phóng tên cái động cơ của máy bay. Và các bạn có thể xem trong không gian 3D, nếu mà bạn thấy là nó chưa chính xác thì chúng ta có thể rotate cũng như là di chuyển nó cho nó đúng cái vị trí. Đúng cái vị trí ống phóng của chúng ta. Được chưa? Chúng ta có thể xem left. Xem left và xem top để chúng ta kiểm tra xem là cái vị trí của cái này nó đúng với cái vị trí của cái động cơ của chúng ta chưa. Hiện tại mình thấy ok rồi. Bây giờ thì tiếp theo chúng ta lại sử dụng cái chức năng generate 3D position để chúng ta lấy hai cái cánh ra. Chúng ta sẽ lấy cái cánh bên phải, ta generate ra. Rồi chúng ta lại lấy cái cánh bên trái. Được chưa? Chúng ta generate ra. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái null. Được chưa? Hai cái null nó nằm ở hai vị trí của hai cái cánh. Chúng ta cùng kiểm tra trong không gian 3D để chắc ăn là nó nằm đúng vị trí. Và chúng ta sẽ đặt tên cái hồi nãy ở ngay cái động cơ, chúng ta sẽ đặt là Black Burner. Cái vị trí cánh bên trái chúng ta, cánh bên phải chúng ta nó sẽ đặt tên là Right Wing, bên trái sẽ là Left Wing, được chưa?
Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ sau khi chúng ta có vị trí của ba cái vật thể này rồi, chúng ta sẽ link tất cả những cái này vào cái group null của chúng ta, được chưa? Rồi và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái group null này để chúng ta diễn hoạt cái máy bay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta key cái position và cái orientation. Bắt đầu chúng ta kéo cái máy bay này đi. Được chưa? Chúng ta đến khoảng tầm này chúng ta sẽ cho cái máy bay này nó bay lên. Rồi, chẳng hạn như chúng ta làm cho cái máy bay chúng ta nó sẽ bay như thế này. Và quan trọng là chúng ta sẽ làm mượt cái chuyển động của cái máy bay bằng cách là gì? Chúng ta sẽ dùng cái pen tool, đúng không? Chúng ta click vào cái keyframe để biến nó thành cái bezier, thì như vậy thì nó sẽ mượt mà hơn. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ gắn vào ví dụ như là cái hệ thống phản lực, cái hiệu ứng phản lực và hai cái particle, hai cái giải particle ở hai cái cánh. Để làm việc đó thì tại vì chúng ta đã có những cái tracker, đúng không? Những cái null gắn vào đúng cái vị trí rồi, nên bây giờ chúng ta chỉ việc dựa vào đó để chúng ta làm thôi. Thì ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ đưa vào cái một cái stop footage là một cái hệ thống backburner, tức là cái phản lực của máy bay là cái này. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái này vào trong composition của chúng ta. Mình sẽ enable time remapping để kéo dài cái clip này ra ha. Và chúng ta sẽ rotate cho nó về đúng cái vị trí, đúng cái hướng của máy bay. Bây giờ làm sao để chúng ta đưa cái backburner này vào đúng cái đường chuyển động của cái máy bay? Thì chúng ta sẽ dùng cái null mà chúng ta đã tạo ra hồi nãy. Thì bây giờ chúng ta sẽ biến cái backburner này thành layer 3D và chúng ta sẽ copy cái vị trí của cái backburner này vào trong cái null backburner vào trong cái footage của chúng ta. Thì chỉ có một cái điều chúng ta cần quan tâm, đó là khi mà chúng ta đã link các cái null này vào cái group null thì cái vị trí hiện tại của nó là vị trí relative, cho nên là chúng ta copy vào nó sẽ không đúng. Cho nên trước hết là chúng ta sẽ phải link cái footage chúng ta vào trong cái group null trước để mà nó trở thành cái relative position, sau đó thì chúng ta mới copy cái vị trí của cái backburner của chúng ta vào. Và sau đó thì tất nhiên chúng ta sẽ tùy chỉnh lại cái vị trí, chúng ta scale lại một tí. Thì các bạn sẽ thấy là cái hiệu ứng chúng ta nó sẽ đi theo cái máy bay. Được chưa? Mà chúng ta không cần phải track hay là làm gì theo hết trơn á, nó sẽ đi theo cái máy bay của chúng ta luôn. Được chưa? Chúng ta sẽ giảm xuống một tí cho nó nhỏ lại. Chúng ta sẽ chuyển cái mốt thành F, nó đẹp hơn, được chưa? Và như vậy là chúng ta đã có cái backburner. Rồi tương tự như vậy là chúng ta sẽ có chúng ta sẽ tạo hai cái đèn và chúng ta sẽ attach nó vào hai cái cánh của máy bay, và chúng ta dùng hai cái đèn đó để làm cái emitter cho cái hệ thống particle của chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ tạo cái line đặt tên là emitter LED.
là cho cái cánh trái, và một cái nữa là cho cánh phải, vì chúng ta sẽ làm từng cái. Thì bây giờ với cái emitter led này chúng ta cũng sẽ link nó vào cái group null của chúng ta, được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ copy cái vị trí của cái led, vị trí của cái led wing, chúng ta copy vào. Thì các bạn sẽ thấy là cái đèn phía bên trái nó được gắn vào cái cánh phía bên trái chúng ta, được chưa? Đây là cái đèn này. Và các bạn sẽ thấy là nó sẽ làm tối cái model của chúng ta, là tại vì cái model chúng ta nó đang chấp nhận đèn của con. Thì ở đây chúng ta chỉ việc vào phần render setting, chúng ta chọn cái hệ thống lighting, chúng ta uncheck cái ucom light và chúng ta sẽ add một cái ánh sáng vào, chưa, để nó lấy lại cái ánh sáng của chúng ta, lim blue hoặc là warm để cho nó hợp với cái màu cảnh quay. Và cái back banner, cái footage back banner chúng ta nó cũng biến mất, là tại vì nó đang là layer 3D cho nên nó sẽ chịu tác động của cái đèn. Thì chúng ta sẽ vào phần material option, accept light, chúng ta tắt nó đi là xong. Rồi, emitter left xong, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang emitter right, đúng không? Tức là bên cánh phải. Và chúng ta cũng sẽ copy cái vị trí của cái right wing, cái null right wing vào trong cái emitter right của chúng ta. Chưa? Như vậy là chúng ta đã có hai cái đèn đi theo hai cái cánh trái cánh phải của chúng ta. Việc còn lại của chúng ta đó là chúng ta sẽ tạo một cái layer mới đặt tên là particle. Chúng ta áp dụng cái trap code particular vào, đúng không? Trong phần emitter thì chúng ta sẽ chọn là light. Thì như vậy là các bạn sẽ thấy là cái hệ thống particle chúng ta nó sẽ đi theo hai cái cánh của mình. Việc còn lại là chúng ta điều chỉnh về velocity, chúng ta sẽ tắt velocity đi luôn. Tắt velocity from motion luôn. Velocity random tắt hết, đúng không? Cái emitter size chúng ta cũng sẽ giảm xuống tối đa để nó thành những cái đường thẳng của mình, và như vậy các bạn thấy là nó sẽ tạo thành hai cái đường thẳng đi theo cái cánh máy bay của chúng ta. Và chúng ta sẽ chỉ việc thay đổi về cái opacity để nhìn cho nó đẹp hơn, đúng không? Có thể cho nó một cái feather, tăng cái line lên. Yeah. Và như vậy là chúng ta đã có cái hai cái đường trail đi ra theo từ cái cánh máy bay, tạo ra từ cái particle system của chúng ta. Và như vậy thì bây giờ sau khi chúng ta thực hiện xong những cái hiệu ứng này, chúng ta muốn thay đổi vị trí của máy bay thì chúng ta chỉ việc dùng cái group null, đúng không? Đấy, chúng ta thay đổi cái key vị trí của máy bay thì tất cả những cái yếu tố này nó sẽ đi theo cái máy bay chúng ta. Ta sẽ muốn nó di chuyển thế nào, máy bay lộn tùng phèo hay là cái gì đó thì nó cũng sẽ đi theo hết. Được chưa? Thì đây là một cái cách rất là hay để chúng ta ứng dụng cho cái element 3D, tại vì element 3D nó cho phép chúng ta tạo ra những cái hệ thống, nó generate ra những cái điểm 3D từ những cái vị trí 2D, rất là hay, được chưa? Rồi.